Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay chính là ngày 8 tháng 12, chuẩn bị Tết rồi. Lúc này là lúc 5 rưỡi rồi. Và bên em vừa hoàn thành thi công xong một bộ âm thanh dành cho công ty For Đắk Lắk. Đây là thành phố Buôn Ma Thuột các bác nhé. Chắc có lẽ là không bác nào ở Buôn Ma Thuột mà lại không lạ lẫm gì với cái địa chỉ For này rồi. Và đương nhiên ở đây thì cung cấp toàn bộ rất nhiều xe For mà đương nhiên là đầy đủ các mã rồi. Và ở đây chính là cái showroom ngoài sảnh chính nơi này thì tiếp khách rồi khách ra khách vào xem xe thì cũng làm thủ tục ở đây. Thì ở đây bác chủ sẽ thường cũng tổ chức các sự kiện, ví dụ như là ra mắt sản phẩm này, rồi là thông báo họp hành, rồi là training các vấn đề gì đó. Nhân viên các sự thì ở trong này, đây chúng ta sẽ ra vào trong này. Ở trong này chúng ta sẽ được lắp một bộ âm thanh ở trong, anh em đang hát nên em sẽ không vào nói trước mà nói ở ngoài trước. Đứng ở sau cái kính này nói nó đỡ ồn này. Hệ thống âm thanh ở đây sẽ được lắp đó chính là hệ thống âm thanh Nexo của Pháp. Bao gồm là hai chiếc loa Nexo PS 15, hai chiếc súp Nexo LS 18 và âm Free Fire hay còn gọi là cục đấy đó, Nexo đấy gam 4x4. Tẹo đó thôi thì em sẽ vào em quay cho các bác. Đó. Không gian đây rất là đẹp. Đó. Nếu như các bác mà đang quan tâm đến cái hệ thống âm thanh Nexo cao cấp mà chuẩn bị mà lắp đặt để chơi Tết thì các bác có thể nhanh tay liên hệ đến bên em Tech Sound nha các bác nhé. Thông qua hai số hotline là 0942979696 hoặc 0933469555. Và các bác có thể qua trực tiếp showroom của bên em, đó là tại địa chỉ số 7 ZB2 số 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, hoặc đối diện cái chợ Hoa Vạn Phúc hoặc là chợ Đồ Cũ ấy, Vạn Phúc thì bên em ở đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ở bên trong để xem qua các list thiết bị ở trong này nha các bác nhé. Đấy. Anh em nhìn thấy gì đây chưa? Đấy. Anh em chuẩn bị bắt đũa đây rồi đây. Đây. Thiết bị của chúng ta bao gồm đó chính là một chiếc loa phun, hai chiếc loa phun Nexo PS 15 và hai chiếc súp LS 18 và hệ thống tủ máy ở đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Tất nhiên đây toàn bộ loa mới khui thùng bóc hộp hết các bạn nhé. Nexo LS 18. Đây là chiếc amplifier này 4x4. Thiết bị đi kèm ở trên. Để lúc sẽ có một cái bàn mixer thôi để cho band nhạc. Còn dưới đây là để hát karaoke truyền thống cho nó ngon lành anh đào thôi. Loa rất đẹp nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip full clip thi công hệ thống loa Nexo này nha các bạn nhé.